Bây giờ chúng ta sẽ học món tiếp theo, đó là món chân gà xả tắc nha. Thì món này là một trong những cái món ăn vặt đường phố ở Việt Nam mình. Thực ra món này nó xuất thân là từ Thái Lan nha mấy chị nha. Món mà nhiều gia vị chua, ớt cay thế này là xuất thân từ Thái Lan, nhưng mà nó đã gia nhập vào Việt Nam mình và trở thành một món ăn quen thuộc đối với các bạn trẻ Việt Nam. Đặc biệt là dịp cuối tuần thì chúng ta có một ít chân gà nhâm nhi với một ít bia, thì coi như là còn gì bằng ăn với một hồi bạn thân, thì như vậy rất là tuyệt. Và chính vì vậy cho nên là cái món chân gà xả tắc này được rất là nhiều các cái chủ quán trà sữa lựa chọn để làm trong những để làm một trong những món ăn vặt phù hợp cho quán để phục vụ thêm cho khách hàng tuổi tin của mình. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Để bắt đầu làm được món chân gà xả tắc thì mình sẽ cần có các nguyên liệu sau. Ở đây là như có là nửa ký chân gà. Nửa ký chân gà này mình cần phải sơ chế nha. Mình sẽ dùng muối và chanh để mà chà sát và rửa sạch cái phần chân gà của mình trước khi đem đi luộc nha. Thì ở đây là mình đã chà sát và rửa sạch rồi. Và lưu ý là chân gà thì chúng ta chặt làm đôi như thế này, đừng có chặt dọc nha. Nếu như mà anh chị chặt dọc á thì nó sẽ rất là dễ bị nhớt, bởi vì là chặt dọc thì cái tuyến nó ra nhiều á, để khi mình ngâm chân gà thì nó sẽ bị nhớt, thành ra là chúng ta chặt ngang. Rồi đó là phần sơ chế chân gà. Bây giờ qua bên này là chúng ta có cái phần sơ chế gia vị của mình. Thì ở đây tắc, quả tắc là chúng ta sẽ bỏ hạt và cắt thành lát mỏng. Ở đây chúng ta có 130g tắc tươi. Tắc hay ở những vùng miền khác thì gọi là quất cũng được nha mấy chị nha. Rồi ớt hiểm cắt sợi, cắt thành lát mỏng nha. Ớt hiểm của mình cắt thành lát mỏng, đây là 6g. Gừng tươi chúng ta thái thành sợi, cắt thành sợi 100g. Sả cây mình cắt lát mỏng 100g. Ớt hiểm chúng ta có 50g. Hành tím mình có 20g. Và ở đây là lá chanh. Lá chanh ở đây thì mình sử dụng khoảng là 10g. Tiếp theo là đó là nguyên liệu để làm chân gà xả tắc. Bây giờ chúng ta có thêm phần gia vị để mình làm nước mắm ngâm chân gà xả tắc. Thì nước mắm ngâm chân gà xả tắc thì chúng ta sẽ sử dụng là 100ml nước mắm. Ở đây là Nhi đang dùng nước mắm Nam Ngư Đề Nhì có độ mặn vừa phải. 100ml nước giấm ăn bình thường của mình. 90ml nước cốt tắc, tức là tắc mình vắt lấy, mình lấy nước cốt 90ml. Đường 150g. Thì đây chính là những thành phần nguyên liệu cần để mình làm được cái món chân gà ngâm với xả tắc. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện nha. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị luộc chân gà. Thì ở đây là mình sẽ nấu cho nước sôi lên. Trong cái phần nước của mình thì mình sẽ bỏ khoảng tầm là một cây, nếu mà luộc được đi chân gà chúng ta cần một cây sả mà đập dập, kết hợp với khoảng tầm là 10g gừng cắt lát cho vào nước. Để xíu nữa khi mình luộc chân gà đó thì cái chân gà của mình á nó sẽ thơm ha, nó khử bớt mùi tanh của chân gà đi. Bây giờ trong lúc chờ đợi nước sôi thì chúng ta sẽ nấu nước mắm nha. Đó, mình cho nước mắm vào nồi và tiếp tục mình cho đường vô. Cho đường vô lại đều mấy chị nha. Cho đường vào rải đều, nhưng mà lưu ý là mình sẽ không có khuấy. Mình nấu cho đường nó tự tan thôi nha. Mình không khoai, mình nấu lửa nhỏ mấy chị. Nấu lửa nhỏ cho đường tự tan, mình không có khuấy nước mắm nha. Bởi vì mình khuấy nhiều thì nước mắm mình xíu ra nó sẽ bị vón cục á. Đó, nó sẽ không tan mà nó lại bị vón cục, nó đục cái phần nước mắm thì nhìn nó không ngon. Nên chúng ta giảm lửa nhỏ nhất và nấu từ từ cho đến khi nào đường tan hết. Rồi, đã xong, đã tan hết thì mình tắt bếp. Mình tắt bếp, mình cho phần nước mắm xuống và mình bắt đầu nêm thêm cái phần nước cốt tắc vô. Đó, tiếp theo cho giấm vô luôn mấy chị. 90ml nước cốt tắc và ở đây là 100ml giấm ăn. Rồi, sau đó chúng ta lắc nhẹ trộn đều thì chúng ta thu được cái phần nước mắm để mà ngâm chân gà. Rất là ngon. Cái nồi nước mắm của mình rất là thơm. Thơm mùi nước cốt tắc, mùi giấm, mùi đường đầy đủ ha. Bây giờ chúng ta sẽ để cái phần nước mắm này nè
cho nó nguội để xíu nữa mình mới ướp chân gà được. Còn nước mắm á, mà nó đang nóng á, thì chúng ta không ướp chân gà nha. Lưu ý là chúng ta chỉ dùng nước mắm ngâm chân gà khi mà nước mắm của mình đã nguội hoàn toàn. Bởi vì nếu như mà nước mắm của mình đang nóng á, mình ngâm chân gà thì chân gà của mình nó sẽ bị dễ bị nhớt nha. Rồi bây giờ nước bên này nó đã sôi rồi mấy chị ha. Bây giờ mình cho chân gà vào luộc. Nước đã sôi rồi chúng ta sẽ cho chân gà vào nước luộc. Đó, lưu ý là khi luộc là nước phải ngập chân gà. Còn nếu như mà anh chị luộc mà nước nó không ngập chân gà đó thì cái chân gà của mình á nó sẽ không có được trắng nha, nó sẽ bị thâm. Mình phải luộc ngập chân gà luôn. Nếu mà mình công thức mà luộc gà này, luộc thịt hay thậm chí luộc chân gà, nếu mà muốn ngon, ngoài cái việc cho xả cũng như là gừng vào thì chúng ta cho thêm một chút xíu muối ăn và đường, thì khi mình luộc xong á, cái thịt của mình nó sẽ ngọt hơn nha, ăn nó sẽ ngon hơn. Đây, ở đây nguyên một nồi nước nhiều như vậy, mình sẽ cho khoảng tầm nửa gam muối ăn, tức là 0.5 gam muối ăn vô, cùng với 1 gam đường cắt cắn vô. Nếu như mình làm như vậy mà mình luộc được cái phần thịt của mình á, mình luộc phần thịt heo, thịt gà hay bất cứ cái thịt nào mình muốn luộc, mình cho muối và đường cùng xả với lại là gừng vào. Thế nhưng mà xả gừng sẽ khử đi cái mùi tanh của thịt cá. Còn về phần đường và muối mình cho vào thì nó sẽ làm cho cái thịt mình nó ngọt hơn, ăn nó ngon hơn. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chờ cái thời gian để mà luộc chân gà thì bây giờ Nhi sẽ hướng dẫn học viên mình làm một cái món muối chấm chân gà, muối dẻo nha, để chấm chân gà nha, coi như là ngon. Tại vì món này muốn ngon thì đồ chấm là phải ngon, đồ chấm là phải ngon xuất sắc thì mới làm cho món chân gà của mình ngon được nha. Đây thì bây giờ chúng ta có nguyên liệu để mà làm nên cái món nước chấm ngon xuất sắc cho chân gà của mình. Rồi, nguyên liệu để làm cho món nước chấm ngon xuất sắc này, chúng ta có đường cát 120g, muối ăn 40g, bột ngọt 10g, hạt tiêu gọi là tiêu xay 10g, ớt sừng 5g, ớt hiểm 5g. Đây là nguyên liệu để mình làm ra được một cái mẻ nước chấm chân gà gọi là ngon, rất là ngon mấy chị nha. Người ta hay dùng cái từ là ngon nhất răng đó nha. Và nước chấm này là trước khi mà ra một cái công thức nước chấm ngon như thế này thì học viện Phan Thiết Kim Bang mình cũng đã thử qua rất là nhiều các loại nước chấm khác nhau và cuối cùng chọn được món nước chấm này là ngon nhất. Nước chấm này mình có thể dùng để chấm gà, chấm thịt, chấm hải sản, chấm tất cả mọi thứ gì mà mình muốn chấm đều được. Và trong tất cả những cái đồ ăn như là nướng nè, luộc, bí quyết để cho nó ngon hơn thì chính là nằm ở nước chấm ha. Thành ra bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm món nước chấm ngon nhất răng nha mấy chị nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái cối xay. Mình sẽ cho đường vào, muối luôn. Rồi, tiếp theo mình cho hạt tiêu vô, 10g hạt tiêu. Ở đây là bột ngọt cũng 10g luôn, cho vô luôn. Tiếp theo là ớt, ở đây là ớt sừng 5g, ớt hiểm cũng 5g nhưng mà bỏ hạt đi mấy chị nha, bỏ hạt đi, đừng có để, đừng có lấy ra, đừng có giữ lại hạt ớt nha, mình sẽ bỏ hạt ớt đi. Rồi, nước cốt chanh, chúng ta sẽ có 60ml nước cốt chanh. Nước cốt chanh có nghĩa là mình sẽ vắt chanh lấy nước cốt lấy chín, lấy 60ml nha. Tiếp theo mình đậy nắp vô và mình sẽ bắt đầu xay.
Rồi mình sẽ xay phần muối khoảng 2 phút nha, mình phải xay nhiều một chút để cho cái muối của mình nó cái phần đường rồi phần muối nó tan đấy, nó hòa quyện vào nhau thì nó sẽ làm cho cái muối của mình nó sánh sền sệt mấy chị nha. Nếu mà mình xay ít quá thì nó cũng không sền sệt được đâu. Hoặc là nếu ở nhà mình làm mình trộn thì nó cũng trộn nhiều lắm thì nó mới sền sệt được nha. Đây nha, mình phải đều đi. Đó, mấy chị thấy thì cái muối nó dẻo, nó sền sệt không? Tuyệt vời lắm nha, thơm. Thơm lừng luôn. Chỉ cần nghe cái mùi thơm của cái phần nước chấm này nè là mình đã thèm đồ ăn rồi mấy chị nha. Tại vì một cái mùi thơm hòa quyện giữa chanh nè, tắc nè, muối, đường, tiêu và cả ớt. Nó hòa quyện, nó thơm một cách không thể tả được nha. Gọi là thơm ngon, khó cường lắm mấy anh chị. Tuyệt vời. Chỉ cần ngửi cái muối là nước mía mình nó đã tứa ra rồi và mình đã thèm đồ ăn rồi mấy chị nha. Ngửi một cái ớt rồi là đã thấy thèm đồ ăn rồi đó. Đó, chỉ cần thưởng thức cái mùi thơm của cái muối này là mình đã thèm đồ ăn. Và chị thấy không, nó rất là sánh nha, nó kiểu sền sệt chứ nó không phải là dạng nước đâu nha, nó rất là sánh, kiểu sền sệt. Và rất là hay, có thêm một cái điểm tuyệt vời của cái muối này nữa đó là mình dùng cái muối này nè, mình bỏ bảo quản ngăn mát là mình dùng được 2-3 tuần luôn, nó không hư anh chị nha. Đó, cho nên mình có thể làm cái muối chấm là mình bán cũng được nữa. Và muối này nó làm cho rất nhiều người ăn. Và có nhiều người còn nhận xét như sau: cái phần tôm với thịt không ngon bằng muối đâu. Mình luộc tôm với luộc mực, luộc thịt rồi mình chấm này nè, mà nhiều người nói muối này còn ngon hơn cả tôm. Là chị biết nó ngon cỡ nào đó nha. Nói chung để biết nó ngon như thế nào thì mình cứ làm thử đi, mình làm thử cho gia đình mình thử, tức là mình biết liền nha. Vậy là mình vừa làm xong muối và biết phương cách bảo quản. Bây giờ chúng ta đang chờ gà, chân gà của mình xem được chưa. Chân gà thì thường là kể từ thời điểm sôi lần thứ hai. Sôi lần thứ hai tức là thời điểm mà mình bỏ cái chân gà vào đó, thì chúng ta luộc khoảng 10 phút nha, là được lửa lớn, luộc 10 phút với lửa lớn đó chị nha. Mình sẽ chuẩn bị sẵn một thau nước có đá để khi mà chân gà của mình chín thì chúng ta sẽ vớt ra và ngâm vào thau nước đá liền để cho chân gà của mình nó được cắn và nó sẽ được giòn lâu nha. Vậy là chúng ta đã được 10 phút chân gà của mình đã chín. Chúng ta tắt bếp và vớt chân gà ra. Vớt chân gà ra thau nước đá nha mấy chị nha. Đó, chân gà rất là cắn nha. Vớt chân gà ra ngâm liền vào thau nước đá. Rồi bây giờ mình sẽ đem vào bếp, mình rửa sạch cái phần chân gà của mình nha. Đây, sau khi rửa sạch nha, ngâm nước đá xong thì chúng ta vào bếp chúng ta rửa tiếp cho nó sạch với nước sạch, sạch hoàn toàn và không còn nhớt mấy chị nha. Thì mình mới thu được cái chân gà đạt yêu cầu. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ trộn chân gà. Bây giờ chúng ta bỏ chân gà vào thau nước nha. Tiếp theo là phần nước mắm mà mình đã nấu ha, vừa rồi nước mắm chân gà chúng ta đổ vào phần chân gà của mình luôn. Đã đổ phần chân gà, mình trộn đều cái phần nước mắm với chân gà trước để đảm bảo là chân gà nó ngấm nước mắm. Rồi tiếp theo là mình cho tắc vô. Đây là 130g tắc cắt lát. Rồi đây tiếp theo là mình cho gia vị vô nè, 100g gừng cắt sợi. Rồi tiếp theo là 100g sả cay cắt sợi, 50g ớt hiểm, 50g ớt sừng, 6g ớt hiểm. Rồi chúng ta có 20g hành tím và 7 cho tới 10g lá chanh tươi cho vào luôn. Rồi bây giờ mình trộn đều lên.
Rồi sau khi đổ đều lên thì chúng ta sẽ cho vào các cái muỗng nhựa đầy nắp và mình sẽ ngâm chân gà nha, tầm khoảng là 4 tiếng. Chân gà sau khi trộn xong thì mình ngâm khoảng 4 tiếng là mình có thể ăn được, bởi vì lúc đó là phần nước mắm á, nó ngấm vào chân gà nó sẽ rất là ngon. Còn nếu trường hợp anh chị làm món này ra là để bán thì chúng ta sau khi ngâm 4 tiếng xong thì chúng ta bỏ vào hộp có nắp và cất trong ngăn mát, rồi khi nào khách dùng thì mình lấy ra mình phục vụ thôi. Ở đây em sẽ làm mẫu một phần chân gà để phục vụ cho khách hàng của mình nha. Đây, một phần chân gà thì nó sẽ bao gồm cả phần gia vị và ba cái chân gà tương đương với 6 miếng nha. Đó, ba chân gà tương đương với 6 miếng và có cả phần gia vị kèm theo. Cho một ít nước chân gà vô. Đây, sau đó mình sẽ cho kèm theo đây một chén muối dẻo của mình nha. Muối này gọi là muối tiêu chanh ớt, nó gần giống muối ớt xanh nhưng mà ngon hơn. Đó, chúng ta sẽ cho một ít muối là chén cho chấm với chân gà. Rồi đây, như vậy là mình đã hoàn tất một cái phần chân gà để phục vụ khách hàng của mình. Một phần chân gà như vậy thì tổng cái giá vốn nó từ 10 cho đến 12 ngàn, tùy theo là chân gà anh chị mua mắc hay rẻ ha. Khoảng 10 đến 12 ngàn một dĩa. Và thường á, các quán vỉa hè họ sẽ bán cái dĩa chân gà này nè, nó sẽ khoảng là 20-25, có nơi bán 30 ngàn thì mình ha. Như vậy là chúng ta đã xong phần chân gà. Thì cái phần chân gà thành phẩm của mình á, khi làm xong mình đậy, mình bỏ vào hộp, mình đậy nắp kín, mình bảo quản ngăn mát thì cũng được 5 ngày là ăn vẫn còn ngon. Và anh chị lưu ý là nếu mình làm ăn liền thì chúng ta sẽ cho cái phần tắc cắt lát vào. Nhưng mà nếu mà mình làm mà mình muốn để lâu thì mình không nên cho cái phần tắc cắt lát vào, mình chỉ cho nước cốt tắc là đủ rồi ha. Cho nước cốt tắc trong cái phần công thức nước mắm của mình là đủ. Thì mình sẽ không cho cái phần nguyên một cái phần cá tắc tươi vào, bởi vì cho vào thì nó sẽ rất dễ bị đắng. Và lưu ý là cả phần nước cốt tắc này, nước cốt chanh cũng như là tắc thì mình đều phải lấy hạt nha. Bởi vì cái hạt, một trong những cái điều mà làm cho chân gà mình bị đắng đó chính là hạt tắc hoặc là vỏ tắc. Nhưng mà giữa hạt và vỏ thì hạt nó sẽ đắng nhiều hơn. Đó, vì vậy các chị mình lưu ý trong quá trình sơ chế cũng như quá trình làm món. Vậy là Nhi đã vừa hướng dẫn xong món chân gà ngâm xả tắc rồi. Chúc tất cả các học viên mình thực hiện món này thành công, ứng dụng vào công việc cũng như là cuộc sống của mình hiệu quả. Hẹn gặp lại quý học viên trong các bài học tiếp theo nha. Chào tạm biệt mọi người. Hello, xin chào tất cả mọi người. Nếu như anh chị đang xem video và thấy video này là hữu ích thì hãy nhấn like và comment câu hỏi bên dưới để được giải đáp. Đừng quên đăng ký kênh YouTube và nhấn chuông thông báo để được học mỗi tuần một công thức tự nhiên nha. Chúc mấy anh chị mình sẽ học được nhiều điều hữu ích, ứng dụng vào công việc hiệu quả. Cảm ơn mọi người.